Bấy giờ, thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát cũng có thể chứng được trí nhất thiết tướng sao? Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, các đại Bồ Tát cũng có thể chứng được trí nhất thiết tướng. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các đại Bồ Tát cũng có thể chứng được trí nhất thiết tướng, như vậy thì cùng với các Như Lai có khác nhau không? Phật dạy, này thiện hiện cũng có khác nhau, tướng đó thế nào? Nghĩa là các đại Bồ Tát gọi là sẽ tùy đắc trí nhất thiết tướng, còn chư Như Lai gọi là đã hoàn toàn được trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì chẳng phải tâm của các đại Bồ Tát cùng với định của chư Như Lai có khác nhau, do chúng đại Bồ Tát cùng chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đồng trụ vào tánh sai biệt của các pháp, đối với các pháp tướng cầu chánh biến tri, nên gọi là Bồ Tát. Nếu đạt đến cứu cánh thì gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối với tất cả pháp tự tướng cộng tướng sáng soi thanh tịnh hoàn toàn. Khi trụ nhân vị gọi là Bồ Tát, còn đạt đến quả vị gọi là Như Lai. Vì vậy nên Bồ Tát cùng chư Như Lai tuy đồng gọi là chứng được trí nhất thiết tướng mà có khác nhau. Này thiện hiện, đây gọi là pháp thí thế gian của các đại Bồ Tát. Các đại Bồ Tát nương vào pháp thí thế gian như thế để được tu hành pháp thí xuất thế gian, nghĩa là các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, trước dùng phương tiện thiện xảo bố thí thiện pháp thế gian cho hữu tình, sau làm cho họ nhàm chán xa lìa thiện pháp thế gian, an trụ vào thánh pháp vô lậu xuất thế gian, cho đến làm cho họ chứng được trí nhất thiết trí. Vì sao gọi là thánh pháp xuất thế gian? Các đại Bồ Tát vì các hữu tình mà giảng thuyết khai thị phân biệt rõ ràng nên gọi là pháp thí. Thiện hiện nên biết các thiện pháp bất cộng của phàm phu Bồ Tát nào tu học đúng đắn, làm cho các hữu tình ra khỏi thế gian được an ổn thì gọi là xuất thế gian. Nghĩa là 37 pháp Bồ Đề phần, 3 pháp môn giải thoát, 8 pháp giải thoát, 9 định thứ đệ, 4 trí thánh đế, trí ba la mật đa, các đẳng trí không, 10 bậc Bồ Tát, ngũ nhãn, 6 thần thông, 10 lực của Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 32 tướng, 80 vẻ đẹp, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, các thiện pháp vô lậu như thế, tất cả đều gọi là thánh pháp xuất thế gian. Đại Bồ Tát nào vì các hữu tình mà giảng thuyết khai thị phân biệt rõ ràng các pháp như thế thì gọi là pháp thí xuất thế gian của Bồ Tát. Này thiện hiện, 37 pháp Bồ Đề phần là như thế nào? Nghĩa là 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, như vậy gọi là 37 pháp Bồ Đề phần. Này thiện hiện, 4 niệm trụ là như thế nào? Nghĩa là đại Bồ Tát ở trong thân hoặc ngoài thân, hoặc trong ngoài thân, quan sát toàn thân, trên thân, đầy đủ chánh cần, chánh tri, chánh niệm, đoạn trừ tham ưu ở đời, quan sát các nhóm trong thân, quán sự đoạn diệt trong thân. Nhờ vị ấy quan sát toàn thân, quan sát các nhóm trong thân, quán sự đoạn diệt trong thân, không chỗ nương tựa, đối với các pháp thế gian không bị chấp thủ. Đây gọi là pháp thứ nhất. Đối với thọ tâm pháp cũng vậy, đây gọi là bốn niệm trụ. Này thiện hiện, bốn chánh đoạn là như thế nào? Nghĩa là đại Bồ Tát đối với pháp ác bất thiện chưa phát sanh, làm cho không sanh, còn pháp ác bất thiện đã sanh rồi, làm cho đoạn diệt. Đối với pháp thiện chưa phát sanh, làm cho sanh, còn pháp thiện đã sanh rồi, làm cho bền chắc, chẳng lãng quên, tu hành viên mãn, càng tăng trưởng thêm, mở mang trí tuệ, sanh tâm ưa thích, siêng năng tinh tấn, giữ tâm vững bền. Đây gọi là bốn chánh đoạn. Này thiện hiện, bốn thần túc là như thế nào? Nghĩa là dục tam ma địa của đại Bồ Tát được đoạn trừ, thành tựu sự tu tập về thần túc. Cần tam ma địa được đoạn trừ, thành tựu sự tu tập về thần túc. Tâm tam ma địa được đoạn trừ, thành tựu sự tu tập về thần túc. Quán tam ma địa được đoạn trừ, thành tựu sự tu tập về thần túc. Đây gọi là bốn thần túc. Này thiện hiện, năm căn là như thế nào? Nghĩa là đại Bồ Tát thực hành tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Đây gọi là năm căn. Này thiện hiện, năm lực là như thế nào? Nghĩa là đại Bồ Tát thực hành tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Đây gọi là năm lực. Này thiện hiện, bảy giác chi là như thế nào? Nghĩa là
Đại Bồ Tát quán niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi, như vậy gọi là bảy giác chi. Này thiện hiện, tám chi thánh đạo là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát quán chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, như vậy gọi là tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, ba pháp môn giải thoát là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát quán pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, như vậy gọi là ba pháp môn giải thoát. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát đem hành tướng không phi ngã nhiếp tâm chánh niệm, đây gọi là pháp môn giải thoát không. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát vô tướng là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát đem hành tướng tịch diệt chánh niệm, gọi là pháp môn giải thoát vô tướng. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát vô nguyện là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát đem hành tướng khổ, vô thường, chánh niệm, đây gọi là pháp môn giải thoát vô nguyện. Này thiện hiện, tám giải thoát là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát đối với có sắc mà quán có sắc, gọi là giải thoát thứ nhất. Trong không tưởng sắc mà quán các sắc bên ngoài, gọi là giải thoát thứ hai. Tịnh thắng giải, thân tác chứng, gọi là giải thoát thứ ba. An trụ hoàn toàn vào định không vô biên xứ, gọi là giải thoát thứ tư. An trụ hoàn toàn vào định thức vô biên xứ, gọi là giải thoát thứ năm. An trụ hoàn toàn vào định vô sở hữu xứ, gọi là giải thoát thứ sáu. An trụ hoàn toàn vào định phi tưởng phi phi tưởng xứ, gọi là giải thoát thứ bảy. An trụ hoàn toàn vào định diệt tưởng thọ, gọi là giải thoát thứ tám. Đây gọi là tám giải thoát. Này thiện hiện, chín định thứ đệ là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát xa lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập vào sơ thiền, an trụ hoàn toàn, gọi là định thứ đệ thứ nhất. Tuần tự cho đến vượt tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhập vào định diệt tưởng thọ, an trụ hoàn toàn, gọi là định thứ đệ thứ chín, đây gọi là chín định thứ đệ. Này thiện hiện, bốn trí thánh đế là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát quán trí khổ, trí tập, trí diệt, trí đạo, đây gọi là bốn trí thánh đế. Này thiện hiện, trí ba la mật đa là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát bố thí cho đến trí ba la mật đa, như vậy gọi là ba la mật đa. Này thiện hiện, trí của các không là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát quán trí nội không, cho đến trí vô tính tự tính không và trí chân như, cho đến trí cảnh giới bất tư nghỉ, như vậy gọi là các đẳng trí không. Này thiện hiện, mười địa của Bồ Tát là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát quán cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, như vậy gọi là mười địa của Bồ Tát. Này thiện hiện, năm loại mắt là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát đạt được sự mong cầu nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn, đây gọi là năm loại mắt. Này thiện hiện, sáu phép thần thông là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát phải học những thần thông chứng trí thần cảnh thông, trí thiên nhĩ thông, trí tha tâm thông, trí túc trụ tùy niệm thông, trí thiên nhãn thông, trí lậu tận thông, đây gọi là sáu phép thần thông. Này thiện hiện, mười lực của Như Lai là như thế nào? Một là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với thị xứ như thật biết thị xứ, đối với phi xứ như thật biết phi xứ. Hai là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với các nghiệp của các hữu tình ở quá khứ hiện tại vị lai và các pháp chỗ nhận lấy ấy do nhân dị thục đều như thật biết. Ba là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với các thế giới chẳng phải là một mà có nhiều thế giới khác nhau đều như thật biết. Bốn là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với các hữu tình chẳng phải một mà có nhiều thắng giải khác nhau đều như thật biết. Năm là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với các căn hơn kém của các hữu tình đều như thật biết. Sáu là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với nghiệp hướng đến các cảnh giới của loài hữu tình đều như thật biết. Bảy là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với tất cả tịnh lự giải thoát đẳng trì tạp nhiễm thanh tịnh với những sự thành lập khác nhau về hữu tình đều như thật biết. Tám là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với một đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, vô lượng đời
hoặc một kiếp, 10 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp, vô lượng kiếp và vô lượng các túc nghiệp ở đời quá khứ của loài hữu tình, có bao nhiêu các hành, các thuyết, các tướng đều như thật biết, chính là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, vận dụng thiên nhãn thanh tịnh, vượt hơn con người thấy các loài hữu tình với các việc thiện ác khi sanh khi tử của chúng, nói rộng cho đến do thế lực của nghiệp sanh vào cõi thiện ác của các loài hữu tình đều như thật biết. 10 là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với các pháp lậu tận, vô tận, tâm giải thoát, vô lậu tuệ giải thoát đều như thật biết. Đối với pháp tự lậu tận, chân giải thoát, tự chứng thông tuệ được an trụ hoàn toàn, nói rộng cho đến không thọ đời sau, như vậy gọi là 10 lực của Như Lai. Này thiện hiện, 4 điều không sợ là như thế nào? 1 là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, tự xưng ta là bậc chánh đẳng giác. Giả sử có Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Ma Phạm, các thế gian nào dựa vào giáo pháp để vấn nạn hoặc làm cho phải suy nghĩ rằng Phật không phải là bậc chánh đẳng giác, ta đối với sự vấn nạn kia thấy bằng chánh kiến, do thấy nạn ấy bằng chánh kiến nên ta được an ổn trụ không lo sợ, tự nói rằng ta ở ngôi vị đại tiên tôn quý, ở trong đại chúng giống tiếng giống sư tử chuyển pháp luân của Đại Phạm Thiên, mà tất cả Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Ma Phạm, các thế gian hoàn toàn không thể chuyển như vậy được. 2 là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, tự xưng ta đã đoạn hết các lậu. Giả sử có Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Ma Phạm, các thế gian nào dựa vào giáo pháp để vấn nạn hoặc làm cho phải suy nghĩ, ở đây Phật chưa đoạn hết các lậu, ta đối với sự vấn nạn kia thấy bằng chánh kiến, do thấy nạn ấy bằng chánh kiến nên ta được an ổn trụ không lo sợ, tự nói ta ở ngôi vị đại tiên tôn quý, ở trong đại chúng giống tiếng giống sư tử chuyển pháp vân của Đại Phạm Thiên, mà tất cả Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Ma Phạm, các thế gian hoàn toàn không thể chuyển như vậy được. 3 là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, tự xưng ta vì các hàng đệ tử mà nói pháp làm chướng ngại thì nhiễm ô chính là chướng ngại. Giả sử có Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Ma Phạm, các thế gian nào dựa vào giáo pháp để vấn nạn, hoặc làm cho phải suy nghĩ cho rằng nhiễm ô, chính là pháp không thể làm trở ngại. Ta đối với sự vấn nạn kia thấy bằng chánh kiến, do thấy nạn ấy bằng chánh kiến, nên ta được an ổn trụ không lo sợ. Tự nói ta ở ngôi vị đại tiên tôn quý, ở trong đại chúng giống tiếng giống sư tử, chuyển pháp luân của Đại Phạm Thiên, mà tất cả Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Ma Phạm, các thế gian hoàn toàn không thể chuyển được. 4 là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, tự xưng ta vì các hàng đệ tử mà nói đạo suốt thế, các bậc thánh tu tập nhất định được xuất ly, nhất định thông suốt đoạn hết các khổ, không còn khổ nữa. Giả sử có Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Ma Phạm, các thế gian nào dựa vào giáo pháp để vấn nạn hoặc làm cho phải suy nghĩ tu theo đạo này chẳng được xuất ly, chẳng được thông suốt, chẳng đoạn hết khổ, không còn khổ nữa. Ta đối với sự vấn nạn kia thấy bằng chánh kiến, do thấy nạn ấy bằng chánh kiến, nên ta được an ổn trụ không lo sợ. Tự nói ta ở ngôi vị đại tiên tôn quý, ở trong đại chúng giống tiếng giống sư tử chuyển pháp luân của Đại Phạm Thiên, mà tất cả Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Ma Phạm, các thế gian hoàn toàn không thể chuyển như vậy được. Như vậy gọi là 4 điều không sợ. Này thiện hiện, 4 sự hiểu biết thông suốt là như thế nào? Nghĩa là hiểu nghĩa vô ngại, hiểu pháp vô ngại, hiểu ngôn từ vô ngại, hiểu biện tài vô ngại. Như vậy gọi là 4 sự hiểu biết thông suốt. Thế nào là hiểu nghĩa vô ngại? Là trí tuệ duyên với ý nghĩa vô ngại. Thế nào là hiểu pháp vô ngại? Là trí tuệ duyên với pháp vô ngại. Thế nào là hiểu ngôn từ vô ngại? Là trí tuệ duyên với lời nói vô ngại. Thế nào là hiểu biện tài vô ngại? Là trí tuệ duyên với biện tài vô ngại. Này thiện hiện, 18 pháp Phật bất cộng là như thế nào? Nghĩa là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, thường không nói lời lầm lỗi, không nói lời gấp gáp, không quên chánh niệm, luôn định tâm, không có các vọng tưởng, biết chọn bỏ, chí muốn không lui, tinh tấn không lui, nhớ nghĩ không lui, trí tuệ không lui, giải thoát không lui, giải thoát tri kiến không lui, tất cả thân nghiệp trí làm tiền đạo, theo trí chuyển đổi, tất cả ngữ nghiệp trí làm tiền đạo, theo trí chuyển đổi, tất cả ý nghiệp trí làm tiền đạo, theo trí chuyển đổi, hoặc trí hoặc kiến, ở đời quá khứ không dính mắc, không ngăn ngại, hoặc trí hoặc kiến, ở đời vị
lai không dính mắc không ngăn ngại, hoặc trí hoặc kiến ở đời hiện tại không dính mắc không ngăn ngại. Đây gọi là 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, 32 tướng là như thế nào? Một là dưới chân của chư Phật có tướng bằng phẳng đầy đặn, hoàn toàn đầy đủ giống như đáy hộp. Tuy đất có chỗ cao thấp, nhưng tùy theo chân chư Phật đạp đến đều được bằng phẳng. Hai là dưới chân của chư Phật có các vành bánh xe ngàn căm đều tròn đầy. Ba là tay chân của chư Phật đều mềm mại như bông vải, không gì sánh bằng. Bốn là các ngón tay và chân của chư Phật đều thon dài, tròn đẹp hơn người, tiêu biểu cho sự trường thọ. Năm là giữa kẽ mỗi ngón tay của chư Phật như chim nhạn chúa, đều có màng lưới lẫn lộn sắc vàng giống như thêu vẽ. Sáu là gót chân của chư Phật rộng dài tròn đầy, cùng với lòng chân cân đối hơn các hữu tình. Bảy là lòng chân của chư Phật dài, cao đầy đặn, mềm mại, đẹp đẽ, cùng với gót chân cân đối. Tám là đôi vế của chư Phật thon dài, tròn như đùi nai tiên chúa, Ineza. Chín là hai cánh tay của chư Phật dài, thẳng, tròn đầy, như vòi voi chúa, thẳng dài giờ tới đầu gối. Mười là âm tướng của chư Phật kín đáo không hiện, giống như long mã, cũng như voi chúa. 11 là lỗ chân lông của chư Phật, mỗi lỗ là một sợi, mềm mại xanh biếc, xoay bên hữu. 12 là tóc lông của chư Phật, ngay đều, mọc thẳng, xoay quanh bên hữu, mềm mại xanh biếc, sắc vàng nghiêm thân, rất đáng ưa thích. 13 là da của chư Phật, nhỏ mỏng, mịn trơn, bụi đất, nước, đều không dính được. 14 là da của chư Phật màu vàng kim lóng lánh trắng sạch như đài diệu kim, các báu trang nghiêm mọi người thấy đều ưa thích. 15 là hai tay và chân của chư Phật, sau ót và hai vai, bảy chỗ, đầy đặn trắng sạch mềm mại đáng ưa thích. 16 là vai cổ của chư Phật đầy đặn đặc biệt. 17 là hông nách của chư Phật đầy đặn chắc chắn. 18 là dung nghi của chư Phật ngay thẳng khôi ngô. 19 là thân tướng của chư Phật cao rộng đoan nghiêm. 20 là thân tướng của chư Phật cao lớn cân đối, tròn đầy như cây nặc củ đà. 21 là cằm ngực và phần thân trên của chư Phật oai dung nở nang như sư tử chúa. 22 là ánh quang trên thân của chư Phật chiếu ra mỗi mặt một tầm. 23 là tướng răng của chư Phật, 40 chiếc đều đầy đặn bằng phẳng sạch khít, chân sau trắng hơn ngọc tuyết kha. 24 là răng cửa của chư Phật trắng đẹp nhọn bén. 25 là trong vị nước bọt của chư Phật thường thơm, vì mạch yết hầu thẳng nên có thể đưa đến vị ngon từ ngàn mạch trong thân thể. 26 là tướng lưỡi của chư Phật mỏng sạch rộng dài, có thể che cả mặt trên mé tóc bên tai. 27 là phạm âm của chư Phật từ vận phát ra thanh nhã, tùy theo người nghe nhiều hay ít đều nghe được. Tiếng vang rè như tiếng trống trời, nói ra lời êm đẹp thanh tao như tiếng chim tần già. 28 là lông mi của chư Phật giống như châu chúa, xanh biếc bằng thẳng, không xen tạp nhau. 29 là tròng mắt của chư Phật xanh biếc trong sáng, ở giữa có vòng màu hồng, tròng trắng, đen rõ ràng. 30 là diện mạo của chư Phật tròn đầy như trăng rằm, tướng mày như vòng cung thiên đế. 31 là giữa chặn mày của chư Phật có tướng lông trắng mềm mại, xoay bên hữu như bông vải, trắng sáng hơn ngọc tuyết kha. 32 là nhục kế trên đỉnh của chư Phật cao rõ ràng, tròn trịa như lông trời. Đây gọi là 32 tướng của chư Phật. Này thiện hiện, 80 vẻ đẹp là như thế nào? Một là móng tay của chư Phật thon dài, mỏng mướt trắng sạch, màu như hoa đồng đỏ. Hai là chân tay của chư Phật, các ngón đều tròn thon dài, ngay thẳng, mềm mại. Ba là tay chân của chư Phật ngay bằng, không so le, ở giữa đều đầy đủ. Bốn là chân tay của Phật viên mãn như ý, mềm sạch, sáng láng, màu như hoa sen. Năm là mạch gân của chư Phật chẳng chịt, bền chắc, ẩn sâu, chẳng lộ. Sáu là hai mắt cá chân của chư Phật đều ẩn, chẳng lộ. 7 là bước đi của chư Phật thẳng tới, thong thả như voi chúa. 8 là bước đi của chư Phật oai nghi, ngay thẳng, tề chỉnh như sư tử chúa. 9 là bước đi của chư Phật vững bằng, thong thả, chẳng nhanh chẳng chậm giống như châu chúa. 10 là khi chư Phật đi hoặc đứng, oai nghi nhàn nhã, bước đi như chim nhạn chúa.
11 là khi chư Phật ngó lui, liền xoay bên hữu, cả thân chuyển theo như rồng voi chúa. 12 là lóng xương của chư Phật tròn thẳng, ngay theo thứ lớp đẹp đẽ hoàn toàn. 13 là lóng xương của chư Phật liên kết không hở, giống như rồng cuộn. 14 là đầu gối của chư Phật ngay thẳng, đẹp đẽ, vững chắc, tròn đầy. 15 là chỗ kín của chư Phật, văn vẻ, đẹp đẽ, oai thế, đầy đủ, viên mãn, thanh tịnh. 16 là trên thân của chư Phật, mướt trơn, sáng đẹp, sạch sẽ, bụi đất không dính. 17 là dung mạo của chư Phật, uy nghiêm, không sợ, không khiếp nhược. 18 là thân của chư Phật, bền chắc, dày kín, liên kết với nhau. 19 là phần thân của chư Phật, an định, dày nặng, thường không lay động, viên mãn, không hư hoại. 20 là thân tướng của chư Phật vững như núi chúa, chung quanh đoan nghiêm, sáng sạch, không có bụi nhơ. 21 là chung quanh thân của chư Phật có ánh sáng, khi bước đi thường tự soi sáng. 22 là hình bụng của chư Phật vuông thẳng, không lõm, mềm mại, chẳng lộ các tướng trang nghiêm. 23 là rốn của chư Phật sâu đẹp, xoay tròn bên hữu, trong sạch. 24 là rốn của chư Phật dày, chẳng lõm, chẳng lồi, chung quanh đẹp đẽ. 25 là da của chư Phật không có ghẻ lở, cũng không có chấm đen hay các vết sẹo. 26 là lông tay của chư Phật đầy đặn, mềm mại, dưới chân bằng phẳng. 27 là chỉ tay của chư Phật sâu dày, rõ thẳng, mướt trơn, không đứt đoạn. 28 là môi của chư Phật tươi sáng, hồng hào như trái tần bà, trên dưới cân đối. 29 là gương mặt của chư Phật không dài, không ngắn, không lớn, không nhỏ, cân xứng, tốt đẹp. 30 là tướng lưỡi của chư Phật mềm mỏng, rộng dài, màu như đồng đỏ. 31 là tiếng nói của chư Phật phát ra vang vọng sâu xa như voi chúa giống, rõ ràng, thanh thoát. 32 là âm vận của chư Phật hay tốt, hoàn toàn như tiếng vang nơi hang sâu. 33 là mũi tên